Anh nhắn giùm em ly vàng 3 cái. 1 9 9 3 anh liên tục lúc này. Nó sẽ ra cái màn hình thế này. Tiếp tục anh bấm số 1. Rồi anh dùng cái bút thôi. Anh lít vô ngay chỗ cái chấm giùm em. Dưới đây cũng vậy. Đúng ngay chấm này. Rồi. Xong anh bấm enter 2 cái. Enter. Enter. Như vậy là ok.